Hôm nay chồng Nguyên mua. Wow, ê anh, bu giao tàu quán. Tàu ít tiền cho hồ này. À, bu giao tàu quán. Miễn thêm một mến khởi gì xưa. Tha hình to. Này dì quý y thủ là kỳ to ha. Cái hên đi giao kinh ha chèn y thủ ta. Đấy, thăm sữa nè. Cái này là khoai môn đó cả nhà. Nãy chồng Nguyên đi đi vô tiệm á. Mua cái khoai môn nè. Nó cơ mà mình mì xưa xưa nó cơ săn quặng hả? Cái này mua ở trong nhà hàng. Hả mi hả? Ồ. Cái chỗ này là cái nhà hàng mà hai chồng Nguyên lúc trước thường là ăn nè cả nhà. Cái món này món yêu thích của Nguyên á. Khoai môn. Cái này là khoai môn á. Còn cái này là thịt heo chứ cơ chu rô à. To hay tiện á? Ok. Ừ, thấy vậy. Nó cơ cho tàu y ban. Chồng Nguyên đổ cái nước sốt này vô là được. Nhiều quá cả nhà ơi, chồng Nguyên tưởng đâu là cái khoai môn này người ta làm bự. Ừ, ok, cô nào anh. Chứ cơ hình to mà. Ừ, thấy vậy á. Nước sốt. Chứ cơ son thẻ nè anh. Ừ, bằng này. Ừ, miễn hè nè. Cái phần này là 63.6 cả nhà, 63.6 là khoảng 340 tiền Việt Nam mình á. Xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay chồng Nguyên đi mua cái này kêu bằng gì cho cơ chồng không anh? Ba bào. Kêu bằng ba bào á, Nguyên không biết sao kêu bằng ba bào á. Cái rau lang này cả nhà nó giòn kinh khủng luôn, không biết hồi xưa khanh suy đó anh, nó giòn cả nhà cũng thích ăn cái loại rau lang này, nó giòn nó ngon. Suy rồi Nguyên luộc xong rồi cái Nguyên để nước tương vô. Ủa cái nó tai xưa xèo về xưa y thủ trong xèo mà. Ủa mình xưa hình to xưa về xưa xèo về xưa chăng hả? Rô qua nào. Chèo có miếng chèo cơ đô hả? Phần tự nhiên thèm này kêu chồng mình đi mua và ăn. Chúng mua y thủ là xưa sơ mấy hồ cha mấy hồ trăng nó giãn sơ hỏi chồng mấy hồ sâu không thôi mua màu tím tím ngộ quá hả hả thôi mua mà không tím chứ gì tím thật cả nhà. Cả nhà nhớ cơm không, cơm này hôm qua Nguyên làm nè hậu xứ á đó, để tủ lạnh đó hôm qua đó giờ lấy ăn ổng đâu có ăn đâu. Ngon à. Ừ. Nó dù dĩ nữa anh. Vinh thì dĩ. Bộ bán sản phẩm bầu dĩ nữa. Chứ cái phần đó ba lèo á. Ha. Nước sốt chua ngọt. Giống như là nước sốt cà chua cả nhà. Không biết rau lang gì mà nó giòn ngon ghê. Cái bên hình sầu tỉnh thăng cho hả? Và bánh thăng cho xưa.
Ở đây rau lang ta ít luộc vậy lắm. Người Việt mình thì ăn luộc ha. Còn ở đây ta xào xào tỏi. Hoặc là xào dầu hào quá nha. Khai chưa rô xưa xanh thêm của quán á. Ê quần mảnh dùng nó cơ y thủ không? Nẹn, nẹn thao lại. Thơ phân tôn tao quán à. Được quá, được quá. Thấm vừa không? Bữa Nguyên về quê á, Nguyên có mua cái khoai môn này nè. Về định lên đây làm ăn. Lên tới đây nó kiểu như nó rã đông á cả nhà. Nó nhừ hết trơn, nó bể ra. Và xào ớt chuông. Đủ ăn luôn mà. Miêu khanh tao y ơ cho bên. Nguyên tưởng đâu không có bấm quay. Mình rõ cái tay này. Cái số nó màu trắng, cái tay Nguyên nó cũng màu trắng. Nó tệp dưới màu da. Cái này nó có nhiều loại cá, họ xào với ớt nữa, nhưng mà bao tử Nguyên yếu cả nhà. Ớt khô á, Nguyên không có ăn bao tử, ý đồ không có ăn ớt. Nguyên ăn cái này là Nguyên thích ăn khoai môn, nó bùi nó béo hơn. Rau đang nãy giòn chậm mà cả nhà, giòn giòn ăn ngon ghê. Một lúc mà làm cái gì, làm bao á? Cái bao bao. Vừa mính vừa mại co mà Quỳnh Thị Mỹ vừa trắng suy răng đâu rồi. Con chị chú ý tha sư sợ chụp. Giòn, nó giòn ăn ngon lắm, rồi ngọt cả nhà. Chén cơm Nguyên ăn hết. Bọn pha thì sẽ cho hả? Chưa. Phan xỉa. Phan xỉa nè. Lấy cà chua với lại dưa leo. Nó cứ lấy cà chua với lại mấy cái rau ra cả nhà ăn. Để mình để tủ lạnh nó sợ nó hư á chồng. Mê ăn đồ khoai môn mà cha nội ơi. Lúc trước Nguyên thường mua khoai môn về á, hấp tất cả nha. Chỉ là nó sau khi sẽ phải bông gì. Hỏi chào. Ra, chỉ là bên hấp của tao liền tiền. Hấp của tao nếu là ưu tiền phân nó là chiều lần này là nhiều ưu tiền sử dụng ưu tiền nhau lông chỉ cần khi nào nữa. Chỉ có ha. Ví dụ, hấp mình chủ xưa chứ hẳn to chứ. Chỉ dỡ giữa ơ tiền hay giữa y tiền căng lại rồi á. Chuẩn bị mà chồng nó người ta đang nướng gà nướng vịt đồ đẳng á tại quán ăn cả nhà. Cho cháu sang cho ở siêu thị nó chạy cho ở đây mà không ai cũng kinh nga vừa cho bạn sang hoa sang sang tiền tôi lắm thì tôi đưa lại long vì biết sang quặng tha nó cứ sang quặng quặng sang bây giờ á
xe ủi mẹ chị đó. Nãy tiền có xuân tình thêm. Nhiều đó chứ, tình thêm là nó tàu gì nó tàu tàu á. Mày có chơi cái gì lon không mà phan xẻ bắt phan xẻ chen kinh là cơ hợp xong ba đồng mấy 304 khoảng 300-350 tiền Việt Nam mà nó thấy không. Cái này hai chồng Nguyên ăn chắc ba lần mới hết. Món người qua có món cá hấp với lại cái món này là Nguyên thích ăn nhất luôn. Chưa Nguyên nó ngon cái ông nhường cho Nguyên ăn là trong ít phân nữa anh cay ủ số thoại cái cơ tàn rồi à đu số tàn rồi xèo anh cay ủ số tôi bỏ sang chỗ khác anh cay tùy ban à hay xuyên là cơm xưa bị ra chọn à ai nghĩ á trẻ nó giao xưa vinh thị sang chăm bây giờ cái nhà này gần nhà Nguyên cả nhà phái rồi ăn cái quán này lắm nó bán chưa sao đâu à, đem đồ ăn lại nhanh lắm cả nhà mà đông lắm nghe đông lắm nhất là Tết nè lại nó ăn là phải đặt bàn Tết á người ta đông người á đông người lại ăn lắm cả nhà đặt bàn trước. Tại vì đa số Tết á người ta ăn gia đình đó cả nhà cho nên đông dữ lắm. Trời trời nói thiệt chứ cái cơm này Nguyên ăn không có nổi luôn còn một chén nữa cả nhà thả dù khoan à chắc Nguyên ăn không nổi đâu. Dầu mỡ quá à, ăn không nổi. Cái này hôm qua trọng làm này ngon bánh chiều mẹ luôn cảm ơn ông xã. Ôi trời quên nữa người ta hớt tóc đẹp trai rồi đó nghe đó ổng hiểu đẹp trai thưa mọi đẹp trai cái gì Nguyên hỏi ổng đẹp trai là cái gì ổng nói giống như anh vậy nè anh cười đẹp cả cái mẹ chồng là đẹp mà anh cái mẹ chồng là đẹp anh cười đẹp chứ anh mặt anh nhăn á là nhìn anh muốn giận anh á anh
Không nói đừng có nói anh đẹp trai hoài. Đẹp trai hoài ngại chưa à. Chào chú chào. Làm không? Không có đẹp trai. Đúng không? Thật, chị thấy cho anh xù cơ mà. Đã ra đi chè hộp à. Anh nhím chè đó. Mình kho kìa anh nhím rồi mà. Nó cần đi chè chè đó. Hãy để tắt đầu xuống. Cơm mỡ quá ăn không nổi nữa nhà ơi. À, thôi video của hai chồng Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Bye bye.